Thưa quý vị và các bạn, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh là việc không chỉ được gia đình, nhà trường quan tâm mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, góp phần vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông. Bên cạnh những bài học và hoạt động ngoại khóa về chủ đề giao thông, hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với công ty Honda Việt Nam đã tổ chức cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia. Năm nay, tỉnh Lào Cai có học sinh Dương Thúy Hiền, trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Lào Cai đoạt giải nhất và học sinh Ngô Thanh Huyền, trường Trung học Phổ thông số 1 Bảo Thắng đoạt giải nhì cuộc thi. Em tự tin rằng mình sẽ trở thành một tuyên truyền viên để truyền tải những thông điệp cũng như những kiến thức và kinh nghiệm của mình đối với các bạn trong trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Lào Cai và các bạn trong toàn tỉnh Lào Cai để cùng nhau xây dựng một môi trường tham gia giao thông an toàn, lành mạnh. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Lào Cai có học sinh đoạt giải nhất cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Có kết quả này, nhà trường đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục nhận thức cho học sinh. Những giáo trình tuyên truyền về an toàn giao thông được triển khai đến từng lớp học. Các buổi thực hành được tổ chức như đội mũ bảo hiểm đúng cách, tuân thủ các biển báo, thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông. Từ đó, mỗi em dần trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại nhà trường, gia đình và nơi mình sinh sống. Trước tiên là nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền cho học sinh về cái vấn đề an toàn giao thông trong cái buổi ngoại khóa cũng như là trong một số cái buổi hội thảo chuyên đề phối kết hợp với cả đoàn trường để tuyên truyền với các em về luật an toàn giao thông. Cái thứ hai nữa là bản thân thì cũng nhà trường cũng đã tổ chức rất nhiều những cái cuộc thi. Trong đó cái cuộc thi về luật an toàn giao thông này, hay là cho các em đóng những cái tiểu phẩm về an toàn giao thông. Trang bị những kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông của học sinh chính là góp phần xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn cho xã hội.